Xin chào bạn nhé. Chào bạn đến với trở lại với kênh bất động sản tính thất của mình nha. Mình vừa đi biển về và mua được một con cá nhám các bạn nhé. Cá nhám đấy, cá biển đấy. Mình chuẩn bị làm thịt đây, nên mình đã công tác chuẩn bị đây rồi. Đó, các bạn có nhận ra là cá gì không? Thì đây mình sẽ nâng lên cho các bạn xem nhé, xem là cá gì nhá, xem các bạn biết không nhá. Đây các bạn nhìn nhá, đấy các bạn, biết cá gì không, các bạn nhìn thấy con giống con cá gì không? Đó các bạn biết không đấy? Này các bạn nhìn nha, xem có được cái gì nha. Theo các bạn thì đây là cái gì? Đây là con cá nhám đấy các bạn, cá nhám nhá. Thì cái cách làm thịt cá nhám này cũng dễ thôi các bạn nhá. Đầu tiên là mình phải nhúng qua nước lạnh, nước ngọt ấy. Đây là cá nước biển, mình nhúng qua nước ngọt để cho nó chết. Đó, cá tươi thì bạn mang về phải là ngâm vào chậu như này để cho con cá nó chết đi. Chết xong là bạn đun nước sôi lên, xong bạn nhúng con này vào, xong bạn lấy dao cạo hết cái lông ngoài, cái vảy ngoài đi, cái vảy nhám nhám của nó đấy. Sau đó là con cá nó sẽ trắng tinh, nó sẽ trắng tinh. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Cá nó sẽ có một cái màu trắng tinh như kiểu mình làm thịt mèo đấy. Đấy, mình cho các bạn xem nha. Cá này thì mình đã ngâm đã chết rồi. Đó. Thấy chưa? Có một số nơi thì gọi là cá mập các bạn. Hay là còn gọi là nhiều vùng nó gọi là cá ngéo. Đó, vây đây, vây của nó đây các bạn. Nhìn này. Đó. Và một lúc nữa mình sẽ làm thịt nó các bạn nhá. Bây giờ mình tạm dừng clip ở đây để mình đi đun nước sôi các bạn nhé. Cái cá này thì nó không có xương các bạn nhé, nó chỉ có thịt và cái sụn của nó thôi. Cá này là loài cá ăn thịt các bạn nhé, nó sẽ ăn các con cá con đấy. Rồi mời các bạn tạm nghỉ ít phút nhé. Các bạn nhớ kênh của mình là kênh bất động sản Thạch Thất nha. Các bạn nhớ xem thấy hay thì like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Các bạn xem xong clip thì nhớ ấn chuông bên dưới để xem những clip mới nhất của mình về những thông tin bất động sản, khu công nghệ cao Hòa Lạc các bạn nhé. Và bây giờ mình xin tạm dừng clip ở đây để mình đi đun nước sôi các bạn nhé.